Không chỉ có các tuyển thủ bóng đá nam quốc gia mang tới niềm vui cho người hâm mộ, mà ở môn cầu lông, thể thao Việt Nam cũng đón nhận tin vui khi mới đây Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã công bố hai suất chính thức tham dự Olympic Tokyo cho cầu lông Việt Nam, đó là Nguyễn Tuyến Minh và Nguyễn Thủy Linh. Với Tuyến Minh thì đây là lần thứ tư liên tiếp anh tham dự Thế vận hội mùa hè, còn Thủy Linh là lần đầu tiên. Và Thủy Linh cũng có rất nhiều những cảm xúc muốn được chia sẻ. Nguyễn Thủy Linh đã kết thúc cuộc đua tại Olympic Tokyo ở vị trí suất thứ 25. Số điểm mà Thùy Linh tích lũy được là 28.336 điểm, chỉ nhỉnh hơn Vũ Thị Trang vài trăm điểm. Mấu chốt chính là năm 2019, với một loạt giải đấu tích điểm quan trọng, ước mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Thùy Linh không giấu nổi cảm xúc. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Cái chặng đường đó nó cũng không được suôn sẻ lắm, bởi vì là để năm 2019 thì em không thi đấu thành công ở những cái giải quốc tế, và sau đó thì đến cuối năm 2019 thì em có liên tiếp 4 giải quốc tế thành công. Chứ vì vậy nên là em cái điểm của em có thể đạt được tham dự Olympic. Quá trình cố gắng không biết mệt mỏi của Thùy Linh đã được đền đáp xứng đáng. Giờ là lúc tay vợt 23 tuổi này tập trung cao độ nhằm chuẩn bị thật tốt cho giải đấu sắp tới. Những mục tiêu cũng đã được Linh đặt ra. Mục tiêu của em là sẽ cố gắng hết sức mình để có thể vào được sâu nhất, đó là vòng 16, giống như là giải vô địch thế giới năm 2018 mà em đã làm được. Từ nay tới khi Olympic khởi tranh sẽ là quãng thời gian nước rút của Nguyễn Thùy Linh. Trong bối cảnh không được thi đấu cọ sát quốc tế, Thùy Linh sẽ khắc phục bằng các đợt tập huấn trong nước nhằm sẵn sàng cho kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình.